Tin vui, Việt Nam sẽ sản xuất thuốc trị Covid-19 của Pfizer với giá rẻ. Theo báo New York Times, việc Bivacer công bố thỏa thuận tương tự hãng dược Mỹ MEC & Co. tháng trước sẽ đưa đến khả năng mở rộng việc sản xuất hai loại thuốc trị Covid-19 trên toàn cầu. Ông James Love, người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Knowledge Ecology International, bình luận, việc chúng ta có giấy phép sản xuất hai loại thuốc này ở bất cứ đâu là một sự thay đổi lớn và tương phản với sự hạn chế trong cấp phép sản xuất vaccine Covid-19 tính đến nay. Theo thỏa thuận, Pfizer cấp quyền sản xuất thuốc Xenorid, thuốc mang tên gốc để phân biệt với thuốc phát minh, thuốc gốc của thuốc trị Covid-19 của hãng cho tổ chức sáng chế thuốc MPB, để tổ chức do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn này cấp phép cho những nhà sản xuất thuốc Xenorid đủ điều kiện tại 95 nước, hầu hết là tại châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, Pfizer sẽ bán thuốc trị Covid-19 với tên gọi Paxlovid tại các nước giàu. Thuốc Xenorid là thuốc tương đương sinh học với biệt dược, có thành phần hoạt chất tương tự nhau, thường được sản xuất khi biệt dược hết hạn bản quyền nên giá rẻ. Ông Khaled Gorr, giám đốc điều hành MPB cho biết, hơn 20 công ty đã liên hệ với MPB liên quan tới giấy phép của Pfizer và việc sản xuất thuốc Xenorid này có thể bắt đầu trong quý 1 năm 2022. Trước đó, hãng MEC và MPB cũng đạt thỏa thuận cho phép 105 nước thu nhập thấp và trung bình, chủ yếu ở châu Phi và châu Á, được phép sản xuất phiên bản Xenorid của thuốc trị Covid-19 Manubiravir của hãng. Trước thỏa thuận với MPB, MEC đã cấp phép cho 8 nhà sản xuất thuốc lớn của Ấn Độ để sản xuất thuốc Xenorid của Molnupiravir. MEC cũng cam kết hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho bất cứ hãng sản xuất thuốc nào yêu cầu giúp đỡ để sản xuất phiên bản Xenorid của Molnupiravir. Theo nghiên cứu, Manubiravir uống ngày 2 lần trong một liệu trình 5 ngày, trong khi Paxlovid uống 30 viên trong một liệu trình 5 ngày. Các dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy Paxlovid giảm 89%, trong khi Manubiravir giảm gần 50% nguy cơ nhập viện và tử vong nếu bệnh nhân dùng thuốc đủ sớm. Tuy nhiên, việc tiếp cận giấy phép của Pfizer cũng sẽ phụ thuộc vào tốc độ phê duyệt loại thuốc này của cơ quan y tế các nước và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tại Mỹ, Pfizer cho biết đã hoàn tất việc nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp Paxlovid, trong khi Molnupiravir dự kiến sẽ được phê duyệt trong vài tuần tới. Ông Stephen Saad, giám đốc điều hành hãng dược Aspen Pharmacare ở Nam Phi cho biết, công ty ông sẽ xin MPB cấp phép để sản xuất thuốc Xenorid của Paxlovid và dự kiến bán với giá khoảng 10 đô trên một liệu trình tại châu Phi, dù hiện tại ông Saad không thể nói trước về việc khi nào Aspen mới có thể sản xuất thuốc Xenorid của Paxlovid do công ty chưa biết gì về công nghệ sản xuất hay những nguồn cung cấp nguyên liệu thô nào của thuốc là có sẵn. Ngày 16 tháng 11, nhà sản xuất thuốc Xenorid Dr. Reddy Laboratory của Ấn Độ đã đăng ký sản xuất thuốc Xenorid của Molnupiravir, cho biết họ cũng sẽ sản xuất thuốc Xenorid của Paxlovid. Theo New York Times, các nhà sản xuất thuốc Xenorid tại các nước đang phát triển dự kiến tiếp thị thuốc Xenorid của Manubiravir với giá 20 đô trên một liệu trình, so với thỏa thuận là 712 đô trên liệu trình của MEC với chính phủ Mỹ. Trong khi đó, ông Gorr cho biết một số người trong lĩnh vực sản xuất thuốc Xenorid nói với ông rằng thuốc Xenorid của Manubiravir có thể được sản xuất có lời với giá khoảng 8 đô trên một liệu trình. Báo Washington Post dẫn lời bà Ellen Hoen, giám đốc tổ chức nghiên cứu Medicine Law and Policy và là thành viên nhóm cố vấn MPB, cho biết thuốc điều trị COVID-19 là một bước quan trọng góp phần giải quyết đại dịch COVID-19 nhưng không thể thay thế vaccine. Sau tất cả, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, bà Hoen nói.